Chào quý vị khán giả, chào cô chú anh chị và chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay anh em mình lại tiếp tục móc đi kiếm ớt các bạn. Kiếm ớt ăn bữa cơm buổi chiều. Giờ đi lội kiếm theo cái đường bờ ruộng nữa các bạn. Kiếm cái hang mình móc. Kiếm có con gì đó. Ba thầy trò đi thỉnh kinh các bạn ơi. Đi kiếm mấy cái hang nãy giờ các bạn này không có thấy ai hang luôn. Bờ này mới đắp nè, bờ này đâu có bờ đâu. Bờ kia gà cao kìa, ở bờ đó là chắc có. Cánh đồng đảo các bạn ơi. Đây, để cho các bạn xem. Quá rộng thênh thang luôn. Đừng nói cua nữa nghe. Bự thấy chưa, em mới kéo mạnh lại còn hết các bạn ơi. Đó. Ý, có đá. Ủa sao đá trên lưng gì ta? Cái sọt này. Không ngờ có con bự các bạn. Yeah. Ok các bạn ơi. Khởi đầu nan các bạn. Trời, hôm nay trời cũng mát, cũng đã quá trời. Không có nắng. Hồi nắng hồi. Trời ơi, cái hang kia mà có ớt tự trời. Có tay luôn. Cái hang nó ăn chuột rồi. Tiếp tục anh em mình sẽ đi nha. Để mấy cái bờ này kiếm hang nữa các bạn ơi. Một con rồi các bạn ơi. Đây, thấy cái hang nữa các bạn ơi. Không thấy cái hang ông nói một con nữa rồi, để coi coi sao. Có à. Mất hang không có gì? Có. Màu đạm luôn. Màu đạm có các bạn ơi. Thấy dấu chân quá trời à. Mời các bạn cho em ngưỡng nha. Hả? À. Chính ở trời, cạn vậy hả? Ôi, con ếch bự các bạn ơi. Hai con các bạn ơi. Ảo quá trời rồi. Sao dễ ăn quá vậy? Sao mình đặt bẫy nó khó giờ, cái này móc dễ quá. Rồi anh em mình sẽ được tiếp tục nữa các bạn ơi. Thấy tinh thần ít trời mưa trời. Trời mưa rồi. Có cua bắt cua các bạn, có ếch bắt ếch nha, có gì bắt nấy. Ngày nào có hang mình sẽ quay cho các bạn xem. Các bạn ơi, đi móc ếch này sẵn tiện, ở đây có me ngọt nè các bạn, ghé vô mua ăn nguyên vỏ luôn các bạn. Trời, cái này nhậu mà đã lắm. Ngon các bạn. Anh mình ổng leo lên trên trển. Trên cái cây me cũng có cá lóc nữa ta. Cái này mà ướp lạnh á ăn ngon lắm. Ăn em. Kiếm cái hàng thứ tư các bạn ơi. Ba. Tư rồi.
3 rồi đúng không? Thứ 3. Có các bạn. Lắm. Dính lắm các bạn. Lắm lắm các bạn ơi. Thấy chân kia chưa? Bự quá các bạn ơi. Bự quá trời luôn rồi. Ây da. Con nữa, ba con ha bới. Ừ. Oh yeah, come on yeah. Lâu lâu có hàng con. Rồi tiếp tục thôi. Phải có hàng là có cá, có cá ớt rồi các bạn. Tiếp tục theo cái đường này nữa. Mấy cái bờ cao cao này qua dòng bên kia chắc không có nhiều lắm các bạn. Các bạn thấy video hay các bạn chia sẻ, đăng ký like cho anh em mình nha. Rồi phát hiện cái hang tiếp theo các bạn ơi. Thấy ướt này, có nước là có rồi các bạn. Rồi. Cho các bạn chiêm ngưỡng nha. Ê, 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 có kìa, có kìa. Bự, 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 bự. Giật mình nhảy cho mày. Hai con luôn vậy á. Còn. Thấy trời. Ê kìa 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 kìa. Lú đầu ra đó, đó đó, đó đó. Lên nhanh ha. Đúng. Đâu rồi trời? Đây. Đụng rồi các bạn. Một con nữa các bạn ơi. Bốn con ơi. Bự khó nhảy lên lắm. Trời ơi, nửa ký rồi. Thấy vậy nha. Nó dễ hơn. Đắp bờ cho anh ta các bạn ơi. Không phải chửi chết á. Anh em tiếp tục nữa. Đi đàng hoàng, cái cây nó nhọn lên thấy ghê quá à. Một hang nữa các bạn ơi. Cái này là ông nói là chắc ăn nữa rồi đó. Chắc ăn là chắc có rồi đó. Đây chắc ăn rồi. Ồ, có nước các bạn ơi. Đục với cả các bạn. Nước đục là khó à. Đây, mời các bạn chiêm ngưỡng nha. Sâu dữ ha. Rồi. Một em. Chào em. Chào em, con cua. Hả? Đực cua. Cua rồi, không phải ớt rồi. Ớt nằm dưới cua mày. À. Không lên luôn các bạn. Cố lên, cố lên, cố lên. Bắt cua luôn. Bắt cân được trời. Đủ. Con cua đó, con cua nó. Cua cạn hàng á. Dính ớt, đếch trụ. Bánh ớt rồi. Bánh ớt luôn rồi. Đứt nghe cột cột lên rồi nè. Trời đất ơi. Không thấy không? Ừ. Thấy không? Đứt. Cua nó còn nữa các bạn. Đi xa cái chi. Cua rồi. Rồi. Đây, cua rồi các bạn ơi. Cua này nó phá dữ vậy ta. Nằm cả. 5 con heo quá. 5 con à. 2 con. Mình nhu cầu của anh em mình chỉ được 8 con thôi. Còn anh xui có 20 con cũng chừng nữa nè. Thì anh em mình tiếp tục đi kiếm tiếp các bạn ơi. Sau hôm chiều anh em mình sẽ làm cơm chiều. Mình quay cho các bạn cùng xem. Có nữa. Có hàng mà nó khô quá. Cho các bạn xem cái đìa của ông anh mình, anh Hai Trang mình. Ở đây là bên đây là trồng dưa leo các bạn. Còn đây là nuôi cá. Đây trồng ống trồng thêm dưa leo nữa nè. Lâu rồi không qua cái đường này các bạn. Cái này mới tới nước gì sao mà nó ướt nghe người ta. Trời, cái đìa này mà dọn lên kéo ếch nhóc luôn đó các bạn. Đây nè, đĩa đây nè. Dưới cái đĩa kia. Còn ở đây bao la cái ổi các bạn. Cái ổi. Đây nuôi cá tây tượng, làm cái bờ này đừng cho cá nhảy ra nữa các bạn. Cái đĩa cá tây tượng, ai muốn ăn cắp cá thì lại đây đó nha. Mặt đây mới lại đây xiệt nè, cá nhóc. Nên mình
trong này không có rồi các bạn ơi. Đi ra cái đường ruộng thấy ngon lành hơn. Mà nước nó ngập quá trời, nước ngập rồi. Ây da. Ngập chứ. Đây được cũng cỡ tầm hơn được ký á các bạn. Nhiều anh em mình sẽ làm đoạn cơm các bạn ơi. Rồi. Tạm dừng video ở đây nha. Hẹn các bạn buổi chiều. Rồi anh em mình xào nha các bạn ơi. Đây là xào thật nha, không có xào như hồi nãy nữa. Đây. Hết nữa các bạn. Wow, hấp dẫn quá. Giờ cho cái măng tre vô các bạn ơi. Wow, hấp dẫn quá các bạn ơi. Mè. Mè gửi bà Dung. Dầu nữa cho nó bóng cái măng các bạn ơi. Quá đã. Đúng rồi. Lửa hết lớn rồi chứ. Cho miếng hành nữa các bạn ơi, cho nó thơm luôn. Đầy đủ nguyên liệu các bạn ơi. Chai là oxy. Muốn đỏ luôn rồi. Rồi, xong. Bắt đầu múc ra quất thôi. Ai mà hố gì ta? Nhậu. Nhậu ơi, nhậu nè. Tính bia mong thùng mà men mồi đó. Để còn ăn. Ớt xào mắng đó. Trời ơi, bỏ cái rau ấy vô ngon quá. Thơm. Nó thơm. Giờ mời tất cả mọi người uống với chú bác mình nha. Quay tao cái tờ là bảy ngọ chín mươi hai cái miếng măng các bạn đúng á 30 này hen xí 50 tiền hen xí á. Chào các bạn nha, đi bán cái muối chưa ạ?
Ở đâu giọng nó lại bán muối nữa. Hoàng nó mát đã vậy. Hồi kéo dây điện ra nhậu tí nửa đêm luôn. Hết rồi nữa. Còn đá nó con. Tính xào vô leo mà nhìn thấy măng này nè, quất măng luôn. Mời mọi người một miếng đùi ếch nha. Quất ra làm ly con. Mời các bạn miếng măng tre ra. Dạ. Tìm thêm miếng ớt được mặn. Các bạn ha. Buổi xế chiều rồi. Hồi chiều anh em mình kiếm ếch ngoài đó đó các bạn, ở sau nhà đó, ngoài ruộng. Ếch của ông cố nội mình để lại á. Vô đi. Dạ. Tìm nó đi lấy cái cá đó. Con ngựa con nó đang của đi. Vô chú Tư. Vô. Vô đi. Vô, ngồi mạnh mạnh rồi đi không? Mình bắt dịp, mình chiếm thế. Ủa? Bắt sợ mình dữ lắm. Tính mình hướng nè. Tính mình làm được hay vậy. Ừ. Cả chùa để thứ khác chùa để cho mình nhận không khai khai tới đây mà nhập từ đâu bên này mình xài gì chắc thứ tư nữa nhà trước sẵn được để mà đắt nữa rồi tận đắt mạch một món nước nè con chịu đi xài nó cứ tại chế bảo bình thường mà nhắn khai khai nhà con thầy dạy nói tâm tính. Tư bán heo giá như mà lá gì bả kìa bả ấy cho làm cái làm trội cái tre này làm cột được luôn nè làm bắt cho bằng cây cắm cây làm như trời dơ gì chùa một cột quá thấy không các bạn đi nha giống như hôm ta chia thích ta lại lần nữa cho ta giúp câu tuôn thì mới té mau té rồi hẹn khách quá chất thuốc ngoài phim hai đứa trang rồi chơi đá phải nè quá trời mưa rồi cũng nhảy quá trời chốt gì kéo vô hoài ừ phải nó đừng mưa ở cái thân à, miếng nữa nghe các bạn cái mùi của cái rau cần tàu với măng tre nó kết hợp với nhau ngon thiệt đúng bài luôn đây miền tây ba chú cháu lúc này thấy nhỏ vậy mình nhậu mạnh lắm á nhậu ngại tối luôn á sao cái chiều không tỉnh à
ớt xào măng tre, ớt cặp măng tre nó ớt đâu mà thương, mẹ thương nó mục hết trơn rồi. Măng tre không có đâu còn thương nữa. Vô măng tre nó mục hết à? Trời ơi, vô măng tre cũng chưa từng xào đâu dễ. Măng tre hầm giò heo gì thì măng tre xào với ớt này là đúng bài hả? Đúng bài, không phải đâu ai khó làm chưa rồi. Đâu rồi? Chào bá vậy mà nó giòn thấy nó đi chắc dưa leo nên nó xào dưa leo. Đây còn lợn nó kia măng tre nó đâu, măng tre nó đốt đâm măng tre rồi. Dữ. Bởi vậy nó lô bu nè các bạn, thấy không? Mạnh đi chứ Tư. Làm đi chứ Tư. Từ từ. Ngon măng tre này với ớt nè. Rượu không mấy gì ngon phải không? Rượu cay. Mà măng tre này mình ăn không nó không được, đau bụng. Được. Ừ. Phải đưa vô nó hầm đi qua được. Cái giò heo gì có chân lò á chị ơi, chân lò. Măng tre hầm với chân đã chín chín lò. Múc ra hết đó chị, cầm ra. Cho miếng hành nữa các bạn ơi cho nó thơm luôn. Đầy đủ nguyên liệu các bạn ơi. Vô các bạn ơi. Mùi đi chú ơi. Muốn kiếm măng tre hầm với ớt là khó kiếm hết giờ, tháng này khó kiếm hết. Nó kiếm chừng chục con mà con nó kiếm được có 5 con à. Bỏ tại. Đúng rồi. 5 con nó kiếm tại vì nó vô nước nè. Ớt mùi thì khác, ớt kiếm đồng khó đó. Đúng rồi, ớt đồng không chứ mua có đâu. Mời các bạn miếng nữa nha các bạn ơi. Ăn clip mình cũng đã dài rồi ha các bạn. Thì nói chung thì thương anh em mình thì nhớ ủng hộ chia sẻ cho anh em mình nghe, đăng ký nha, nhấn chuông nha để theo dõi cái video tiếp theo các bạn. Thì giờ thì cũng kết thúc video rồi, cũng đã dài rồi, video cũng dài quá rồi. Thì chúc tất cả các bạn thì một ngày thật là hạnh phúc bên gia đình nha, luôn có nhiều sức khỏe nha, và tránh được cái Covid-19 nha các bạn ha. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.